share. Anh á là em biết cái lúc hồi nhỏ á là khi anh đi thi vẽ, em biết anh vẽ chưa? Anh vẽ một bức tranh là cái đội tuyển Việt Nam mình vô địch thế giới. Mình mơ thì nó hơi xa. Nhưng mà bây giờ anh vẫn rất là trông chờ đội tuyển mình nó vô trong cái giải World Cup. Vô đó thấy hạnh diện. Hạnh diện. Chỉ cần thấy tụi em đứng trong đó thôi là đứng như nó hát quốc ca ở đó là hơi sướng. Việt Nam cho nó cần gì nó chuẩn bị cho nó là ok.